Vâng, đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của nhà em. Hôm nay thì em vừa xong một chiếc sập ngồi, sập trơn 1m6, 2m bằng chất liệu gỗ hương Nam Phi. Thì các bác có thể thấy trên màn hình chiếc sập có phần vân rất là đẹp. Chiếc sập này là của khách hàng ở tại Phương Xá Cẩm Khê Phú Thọ này. Đấy, quý vị thấy vân gỗ này vẫn quá đẳng cấp luôn. Sập này thì khách hàng chơi vân. Vân hoàn toàn tự nhiên, không có bắn vân tạo vân gì cả. Mặt sập là mặt hai lá nhé quý vị nhé. Khuôn tranh 7. Và phần quây này thì là 10 phân, dày 10 phân, cổ liền. Kích thước là 1m6. Để em quay tổng thể bốn xung quanh cho mọi người có thể xem chi tiết được. Đây là phần dạ hồi bên phải. Đây là vẫn còn nguyên mộc nhưng mà chưa hoàn thiện. Nguyên mộc chưa hoàn thiện gì cả. Đây, quý vị thấy gỗ thì được chọn lọc vô cùng là đẹp. Bốn mặt đều có vân, rất là đẳng cấp. Còn đây em quay cái tổng thể cái dáng sập cho quý vị xem đây. Dáng sập chân quỳ dạ cá đây. Đúng lối sập vụ củ chè luôn. Đó, mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0957510806 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và em sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm này bên dưới phần mô tả. Tại website đồ gỗ Tùng Tám.com để mọi người có thể xem được hình ảnh chi tiết về chiếc sập này. Vân rất là nổi. Rất là nổi luôn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.